Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Yến Thư Baccarat. Và hôm nay tôi lại ra thêm một video mới mọi người nha. Thì video hôm nay sẽ là hành trình về bờ ngày thứ 3, cũng như là có vài điều tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Thì hầu như ở những cái video trước đó, tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề mà Telegram của Thư đang bị giả mạo. Thì nó cũng đã lắng xuống sau một thời gian khá là dài rồi. Thì dạo gần đây có một số bạn kiếm Thư và bảo là nhắn nhầm cho những cái Telegram giả mạo đó, thì rất là buồn là bị kéo gãy cũng như là bị lừa tiền khá là lớn. Thì hôm nay thì Thư lên cái video này để đưa ra những cái Telegram giả mạo cho mọi người né tránh và mọi người lưu ý nha. Và đó, Thư sẽ để trên màn hình này mọi người xem giúp Thư nè. Cái kênh Yến Thư trên Telegram nó không phải là của Thư nha, cho nên là mọi người lưu ý nha. Và cái Telegram lạnh quá cũng không phải của Thư. Thư Baccarat cũng không phải của Thư luôn nha. Rồi A còng Thư BKR 68689 chủ cũng không phải của Thư luôn nha mọi người. Đó. Và A còng Thư BKR 68689 chủ tên username là Thư BKR 68686 cũng không phải của Thư nha. Và hai cái cuối cùng đó là Yến Thư, đó là A còng Thư BKR 68687 và Yến Thư BKR 68686. Tất cả đều là không phải của Thư nha mọi người. Những cái tele này á, mọi người để ý giúp Thư nha. Cái chữ A còng á, Thư BKR 6868 mới đúng là của Thư nha, mới đúng là chính chủ của Thư. Và tên của Thư là Yến Thư. Còn ngoài ra những cái Thư để trên màn hình nè, mọi người lưu ý cái đuôi nha. Đó, đuôi A còng BKR 68687 68689 rồi 68686. Những cái đuôi đó nó thêm hoặc là bớt các số thêm vào, cho nên là chắc chắn không phải của Thư. Cho nên là mọi người là lưu ý nha. Về một lưu ý đặc biệt nữa là các Telegram giả mạo này làm bên 789bet nha mọi người. Thư thì không nhận quảng cáo cho trang 789bet, cho nên là mọi người lưu ý nha. Nếu như gửi chúng, mọi người vô tình nhắn tin nhầm cho những cái Telegram giả mạo này và gửi tin nhắn và nó bắt đăng ký link trang 789bet thì chắc chắn không phải của Thư nha. Ok, thì chúng ta quay lại nội dung chính của video ngày hôm nay nha mọi người. Video hôm nay thì Thư sẽ tiếp tục mang vào số 410M và tiếp tục hành trình về bờ ngày thứ 3 để xem thử là hôm nay Thư giúp anh kiếm lãi được bao nhiêu phần trăm nha mọi người. Ok, mọi người cùng nhau đi phân tích cầu cũng như là theo dõi hành trình này cùng Thư nha. Ok nha mọi người, tiếp tục hành trình về bờ ngày thứ 3 thì vẫn sẽ là số 410M như mỗi ngày. Thì nhìn chung nha, cầu hôm nay không phải là ghê mà là quá ghê và rất ghê nha mọi người. Cho nên nó hầu như tất cả các sảnh nào cũng tới luôn. Cho nên khi mà các bạn chơi á, đối với những ngày chủ nhật, hai ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần như thế này á, thì tốt nhất là các bạn không nên chơi luôn nha. Còn những ai mà chơi mà không yên tâm cũng như là không tự tin về cầu kèo á, thì mọi người có thể áp dụng thử phương pháp nha. Về video hôm nay thì Thư kéo cho anh này thì Thư sẽ chỉ áp dụng đúng một phương pháp duy nhất nha, đó là phương pháp lặp lại 3-1 đặc biệt. Thì tay vừa rồi Thư đã húp player nha mọi người. Thì ở cái video này á, Thư sẽ không nói gì nhiều về phương pháp chơi này nữa. Các bạn nào chưa xem hoặc là bạn nào đã xem rồi có thể vận dụng thử phương pháp này. Còn bạn nào chưa xem thì có thể ghé kênh Baccarat cùng Thư để xem thử, để chúng ta vận dụng và áp dụng đối với những ngày mà cầu quá xấu như hôm nay nha. Đó, thì hôm nay đường cầu á, hầu như là nó vật mọi người lên bờ xuống ruộng luôn đúng không? Hôm nay cầu rất là xấu, đi theo cầu cũng gãy mà bẻ cầu cũng gãy, cho nên là chúng ta có thể áp dụng thử phương pháp này nha. Ok, tay vừa rồi là Thư đầu tư vào banker và Thư có lót thêm hòa thì Thư đã húp hòa nha mọi người. Tiếp tục đây này, Thư sẽ đầu tư lại tiếp vào banker nè. Đối với phương pháp lặp lại 3-1 này thì cái tỷ lệ mà mọi người test thành công cũng quá là nhiều rồi. Không phải riêng nhóm của Thư mà tất cả mọi người mà chưa đồng hành cùng Thư ấy cũng đã liên hệ cũng như là để feedback lại ở dưới comment cũng rất là nhiều. Ai chưa xem có thể ghé lại xem ở trên kênh Baccarat cùng Thư nha. Thư có làm luôn hai video luôn, đó là video phương pháp lặp lại 3-1 đặc biệt và cả phương pháp về cả video thực chiến mọi người nhé. Ok, thì tay này Thư đã gãy nha mọi người. Tay này Thư đã gãy rồi. Thì tiếp theo Thư sẽ đầu tư tiếp vào banker nha. Và tiếp theo Thư sẽ đầu tư tiếp vào banker. Tay này thì cũng khá là kết banker luôn, cho nên là Thư sẽ đầu tư to một chút. Thư sẽ đầu tư 7M vào banker và Thư có lock super six nha. Thư có lock super six. Rồi ok, để mở nè mọi người. Player 0 nè, banker 7.
Ok nhé, tại này mình tiếp tục hấp tiếp banker nha mọi người nha. Đã hấp banker tay này và riêng áp dụng phương pháp trong bàn vừa rồi là ba tay Thư lãi hai tay và gãy một tay đúng mọi người. Ok thì bây giờ Thư sẽ chọn một bàn chơi mới hoàn toàn nha. Thư sẽ chọn một bàn chơi mới để có sẵn ba kết quả để Thư đầu tư nha. Ok thì tay này nó về banker. Chắc là Thư sẽ vào lại bàn A. Thì đối với cái phương pháp này thì Thư sẽ nói tóm tắt một chút xíu để cho mọi người dễ hiểu một chút xíu. Đó là đối với các dạng cầu, ba tay đầu tiên nó ra để chúng ta áp dụng, đó là các dạng cầu 1-2, 2-1 và khung cầu bệnh nha mọi người. Và chúng ta né luôn gặp trường hợp mà bàn cầu 1-1 á, thì chúng ta không áp dụng phương pháp này, chúng ta sẽ bỏ qua luôn nhé. Chúng ta sẽ đi kiếm bàn khác để chúng ta chơi. Ok, player 0 nè, đồng nghĩa với việc là trong cái bàn này Thư sẽ đầu tư luôn ba tay và banker nha mọi người, có nghĩa là đi bám bệt luôn ấy. Ok, tay này Thư đã hấp chưa mọi người ạ? Thêm bài. Ok nhá, tay này Thư đã hấp banker nha. Tay này Thư đã hấp banker 3M. Tiếp tục là tay này Thư sẽ đầu tư tiếp vào banker nè. Thư sẽ đầu tư tiếp vào banker. Đó. Thì để kể cho mọi người một chút xíu. Thì anh này á, hồi sáng và lại giấc trưa anh chơi á, thì anh bỏ vốn tới 50M lần. Nhưng mà cầu hôm nay ghê quá cho nên là anh đánh bị gãy hết rồi mọi người ơi. Cho nên là chưa đúng vào 10.600.000 mấy chục nghìn như lúc nãy á. Để cho mình vào kéo cho anh. Thì nhìn chung á, thì mình cũng nói rồi, nếu như mà hôm nay mình đi theo cầu hoặc là mình đi theo các khung cầu và quy luật cầu hoặc là mình bẻ cầu này kia, thì nhìn chung là rất là khó đánh nha. Cho nên là vì mình nhận thấy là đường cầu đã khó đánh rồi, vì thế là mình mới áp dụng phương pháp nào mà mình cảm thấy gọi là tâm đắc nhất, mình cảm thấy là an toàn và hiệu quả nhất, thì mình sẽ áp dụng chơi trong cái những ngày mà nó khó như thế này nhá. Ok, tay vừa rồi là Thư gãy rồi nha mọi người. Tay vừa rồi là Thư gãy rồi thì Thư sẽ đầu tư tiếp lại vào banker. Tay này Thư sẽ đầu tư tiếp tục 5M vào banker để Thư coi lock super six, lock hòa. Không lock hòa mọi người, không lock hòa, lock super six thôi nhé. Lock super six ở đây có nghĩa là mình canh super six bằng chân đó, ở điểm đầu tiên, ở cái tay đầu tiên nó về super. Ok, tay này gãy chắc rồi mọi người. Cũng có super six nhưng mà nhà con tới 9 điểm rồi, thì tay này đồng nghĩa việc là mình gãy. Ok, thì riêng trong bàn vừa rồi thì tỷ lệ là ăn 1 gãy 2. Tiếp theo là Thư sẽ qua một cái bàn mới có sẵn luôn nè mọi người. Mọi người, tay này thì chắc chắn là Thư sẽ đầu tư vào player rồi. Thì mọi người nhìn giúp Thư đi, tay đầu tiên là banker, thì tay thứ tư đầu tư đúng với banker thì nó cũng đã xuất hiện đúng rồi nha. Thì tay này Thư sẽ đầu tư lại vào player nhé. Hy vọng là chiến thắng ở đây nha. Ok nha, tay này Thư đã hấp player. Đó, tay này Thư hấp player 7M nha mọi người. Hôm nay thì nhìn chung thì chắc chắn là Thư chỉ và sẽ áp dụng duy nhất một phương pháp này thôi, và cảm thấy lãi đúng độ nghĩ là Thư sẽ ngưng ngay, không ngồi trong màn chơi quá lâu. Thì hôm nay là anh gãy 40M, vốn 50M bỏ vào lúc đầu và gãy 40M, chừa 10M để cho mình chơi. Thì mình cũng rất là mong muốn từ 10M có thể kéo lên 50 hoặc là hơn 50M để cho anh có thể gỡ lại và dư dả một chút. Nhưng mà cầu thì nó khó đánh như thế này, cầu nó khó chơi như thế này, và phương pháp này nó chỉ áp dụng cho những cái bàn gọi là bàn mới ba tay thôi. Cho nên nhìn chung thì nếu như để chúng ta kiếm và tìm những cái bàn mới như thế này á, thì nó rất là ít nha. Thành ra là Thư sẽ đầu tư để cho anh có lãi, gọi là được đồng nào hay đồng nấy nha mọi người. Ok nhá, thì Thư sẽ đi kiếm một bàn khác nha. Thư sẽ vào thử sảnh blockchain nha mọi người. Đối với bàn vừa rồi là Thư ba tay thì hấp thông, hấp full hết ba tay đúng không? Bàn vừa rồi là hấp full hết ba tay đó. Ok, thì trong bàn này hy vọng nó về một tay banker nữa thì nó sẽ đúng để chúng ta áp dụng phương pháp. Còn nếu như nó về player, nó về lại cái khung cầu và dạng cầu 1-1 rồi, thì chắc chắn là trong bàn này chúng ta không áp dụng phương pháp này và chúng ta sẽ đổi bàn khác. Ok, đợi mở nè mọi người, hy vọng lên hình. Ok nhé, tay này về banker luôn. Ok, thì bây giờ Thư sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp nha. Thư sẽ áp dụng phương pháp. Tay này thì Thư sẽ đầu tư vào player. Thư sẽ đầu tư vào player nha mọi người. Thì cái phương pháp này á, thì Thư cũng đã chia sẻ cho mọi người là cũng gần hoặc là hơn 3 tháng gì rồi, hơn 3 tháng nay rồi. Thì nhìn chung á, để mà mọi người test
cũng như là mọi người áp dụng phương pháp này chơi á vẫn đang rất là thành công nha, vẫn đang rất là ok và vẫn đang rất là thành công và tỷ lệ xác suất chiến thắng vẫn có, cho nên là mọi người có thể áp dụng thử phương pháp này nha. Ok, tay này là thu để hấp player nha mọi người, tay vừa rồi là thu để hấp player thì hầu như luôn thì tất cả mọi người thường hay nói tất cả các phương pháp nó sẽ đều dùng trong một thời gian thôi, gọi là nó thay đổi chiến thuật đó mọi người. Nhà máy nó sẽ thấy phương pháp của mình và nó sẽ gọi là thay đổi chiến thuật để cho các bạn áp dụng nó không còn hiệu quả nữa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đối với Thư, cái phương pháp để mà tâm đắc nhất và để share rộng cho mọi người, để mọi người áp dụng nhiều nhất, là Thư vẫn rất là yêu thích cái phương pháp lặp lại 3 trong 1 này và phương pháp sàng lọc 6 tay đặc biệt nha. Ai chưa thử thì có thể thử nha. Ok, thì tay vừa rồi là Thư bị gãy nha mọi người. Đó, tay vừa rồi là Thư bị gãy rồi. Đồng nghĩa việc tay này thì Thư sẽ gấp thép thử nha. Tay này Thư sẽ đầu tư luôn 10M vào main cơ và Thư sẽ lót thêm super seat 500k nha. Đó, Thư sẽ đầu tư luôn 10M vào main cơ nha mọi người. Tay này bây giờ tay này có gãy hay là có thắng thì Thư cũng vẫn sẽ ngân nha mọi người. Đó, Thư cũng vẫn sẽ ngân vì mình có một cái mục tiêu, mình phải có một mục tiêu chốt lãi và cắt lỗ cho phù hợp nhé. Ok, thì tay vừa rồi là nó hòa rồi mọi người. Thì tiếp tục tay này Thư sẽ làm lại nha. Tay này Thư sẽ đánh 10M vào bên cơ nha mọi người. Thư lót thêm super six nè. Thôi Thư tăng thêm một chút đi, Thư sẽ đầu tư luôn 11M và Thư lót super six 1M. Tay này Thư nói rồi, dù gãy hay là dù thắng thì Thư cũng vẫn sẽ ngân để mình có cái mục tiêu, để mình có cái mục tiêu chốt lãi và cắt lỗ cho phù hợp. Ok nhá, tay này Thư đã win banker nha mọi người, tay cuối cùng. Và từ vốn 10M Thư để lãi lên thành 35M. Thì như kỳ vọng mấy đầu của mình đó là sẽ gỡ lại cho anh, có nghĩa là lên 50M và sẽ gỡ lại cho anh dư hơn một chút. Nhưng nhìn chung thì cái đường cầu hôm nay khá là khó đánh và Thư chỉ áp dụng duy nhất phương pháp này và nó hơi ít bàn chơi một chút, cho nên là Thư sẽ chốt lãi đây. Còn 15M nữa thì hẹn anh vào ngày mai để Thư gỡ lại. Thì chắc chắn là Thư sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người. Bạn nào muốn giao lưu hay học hỏi hay là chia sẻ các kiến thức đầu tư baccarat cùng Thư thì đừng ngần ngại inbox với mình qua Telegram hoặc Zalo, Thư có để dưới phần mô tả và Thư có ghi ở bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì trong thời gian qua đã luôn yêu mến và ủng hộ Thư. Thank you.